Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 30 tiết 1 làm tròn số và ước lượng đúng không nào? Thì các em chỉ nhớ giùm thầy cái câu thần chú thần thánh của thầy đấy chính là số 5. Số 5 ha. Nếu như mà nó nhỏ hơn 5 á thì chúng ta không cộng một đơn vị. Được không nào? Còn nếu mà nó lớn lớn hơn bằng 5 thì chúng ta sẽ cộng một đơn vị là cái thứ nhất. Nếu mà ở hàng thập phân á thì chúng ta bỏ đi. Còn nếu như ở phần phần nguyên á thì chúng ta phải bỏ đi và thêm vào đó là những chữ số 0 vậy thôi. Được chưa nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập 5 bài tập ha, từ bài 7.12 cho đến 7.16. Làm tròn cái số đến hàng phần 10. Phần 10 em nhá. Như vậy nè, các em có này. Phần 10 đúng không? Em nhìn đây. Thầy chỉ nè. Đây là hàng gì? Hàng phần 10 này, hàng phần trăm này, hàng phần nghìn này, hàng phần chục nghìn. Đây là hàng đơn vị, đây là hàng chục, hàng trăm này. Như vậy, hàng phần 10 của chúng ta đó chính là chữ số nào? Đó chính là chữ số 0. Như vậy, đằng sau chúng ta chữ số 0 này lại tiếp tục tục là chữ số gì? Chữ số 0. Mà chữ số 0 thì nó nhỏ hơn 5, chứng tỏ ba cái anh này 0, 9, 4 này chúng ta sẽ bỏ đi. Và chúng ta không cộng một đơn vị vào đằng trước này, không cộng em nhé. Như vậy, khi đó chúng ta làm tròn trở thành là 387,0. Và lưu ý cái số 0 này á, một số bạn không biết cái là bỏ số 0 này đi, chỉ viết là 387 là sai, tại vì ở đây người ta yêu cầu các em làm tròn đến hàng phần 10. Em hiểu chưa nào? Khi nào làm tròn tới hàng đơn vị là số 7 ở đây thì các em mới quyền bỏ ở đây. Nhưng làm tròn đến hàng phần 10 thì số 0 này vẫn viết, được chưa? Tới hàng trăm. Khi người ta ghi chữ trăm không á, nghĩa là người ta ngầm hiểu là tới hàng trăm. Còn ngay chỗ đây mà hàng phần trăm. Phần trăm thì nó là tương ứng với chữ số 0 ở đây. Còn hàng trăm thì đó là đây. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là chữ số 3 này này. Đằng sau chữ số 3 của chúng ta là chữ số mấy? À, đằng sau chữ số 3 là chữ số 8. Mà số 8 thì lớn hơn 5, chứng tỏ chúng ta sẽ cộng một đơn vị về chữ số 3 này trở thành là chữ số 4. Còn riêng chữ số 8 và chữ số 7 này chúng ta bỏ đi và thêm vào nó là hai chữ số. Hai chữ số 0. Còn riêng cái hàng thập phân này chắc chắn là chúng ta phải bỏ đi rồi. Hiểu chưa? Rất là dễ hiểu đúng không? Ta sẽ đi sang ở cái bài 7.13. Và đây là một cái bài bài gì? Trắc nghiệm ha. Trong bốn số sau có một số là kết quả của phép tính này. Bằng cách ước lượng, em hãy cho biết số đó là số nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái thằng này ra. Tính cái tổng này ra. Nha. Như vậy thì ở đây chúng ta bấm cái tính nhé là 256,3 cộng 829 ha, 92 chứ. 92,37 cộng cho 45 đây. Thấy chưa? Đúng chính xác chưa? Bằng ở đây chúng ta tính được là 1193,67 ha. Thì bây giờ này, xem thế này. ba ở đây không, mà đây ba là sai này. Hai câu B đây hai là chắc chắn sai rồi. 128 cũng sai. Chỉ có thằng nào em? À, chỉ có thằng này này đúng này. Câu C được này. Đấy. Ok. Chúng ta sẽ đi sang câu 7.14 nhé. Chia đều một thanh gỗ dài 6,32m thành 4 đoạn bằng nhau. Nghĩa là chúng ta phải chia 4 ra. Tính độ dài mỗi đoạn làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Chứng tỏ là bây giờ chúng ta sẽ lấy số liệu này, chúng ta chia mấy, chia 4 ra. Để chúng ta tính độ dài của mỗi đoạn gỗ. Độ dài mỗi đoạn gỗ là thì em lấy 6,32 chia cho 4 đúng không? 6.32 chia cho 4. Nhưng mà kết quả ở đây là bằng 1,58. Bây giờ chúng ta sẽ làm tròn cái 1,58 này tới hàng phần gì? Tới hàng phần 10 ha. Làm tròn đến hàng phần 10. Như vậy thì ở đây 1,58 em nhìn này này. Đây là hàng phần 10 này.
hàng phần trăm này, đây là hàng đơn vị đúng không? Hàng phần 10 là chữ số 5. Đằng sau chữ số 5 là chữ số 8. Lớn hơn 5 hay nhỏ hơn 5? Lớn hơn 5 chứng tỏ chúng ta số 8 nên ta bỏ đi, tại vì nó rơi vào hàng thập phân. Và chúng ta cộng một đơn vị về chữ số 5 này. Như vậy thì nó sẽ là 1, gì? 1,6 cm. Đơn vị là cm, được chưa? Ê, mét chứ. Xin lỗi em. Đây mét nè. Đây mét em nha. Rồi. Ta đi sang câu 7.15 nha. Để đo khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời, không? Ví dụ như là sao Mộc, sao Thủy, sao Kim, sao Thổ rồi đấy. Người ta sử dụng đơn vị thiên văn là AU. Coi thế này, 1 AU. Sắp xỉ là cái ký hiệu này các em nhé. Bằng khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. À, khoảng cách giữa trái đất và mặt trời được tính chính xác là ở đây là 149 ha, 149 tỷ 597 triệu 870.700 mét, đúng không? Để dễ viết, dễ nhớ, người ta nói 1 AU. Khi đó 1 AU này nó sẽ gần bằng là 150 triệu km, đổi ra từ mét sang mét á. Nói như vậy nghĩa là ta đã làm tròn đến tròn số liệu trên đến hàng nào? Không. Chứng tỏ chúng ta làm tròn đến cái hàng này. Đây, đây. Số 4. Số 4 đây là gì? Các em, đây là 100. Đây này, chúng ta đếm hàng đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ, chục tỷ này. Đến hàng hàng gì? Hàng chục tỷ, đúng rồi đó. Như vậy cái em ghim này là người ta đã làm tròn đến hàng gì các em? Thầy đếm lại hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ, chục tỷ. Chứng tỏ là làm tròn đến hàng chục tỷ nè, đúng không? Chục tỷ, tại vì ở đằng sau đây số 4 này là số 9, ta thay tất cả những số này là bằng chữ số 0 và chúng ta cộng một đơn vị là chữ số 4 này thành chữ số 5 này, đúng không nào? Như vậy đó chính là hàng chục tỷ. Ok, xong nhá. Những số liệu này với mục đích cũng vừa là toán nhưng cũng vừa là cung cấp để cho các em biết 1 AU là bằng gần bằng là 150 triệu km. À, rất là xa. Ta sẽ đi sang ở cái câu 7.16, cũng là câu cuối cùng. Mẹ cho An 150.000 đồng để mua đồ dùng học tập. An dự định mua 15 miếng vỡ này. Coi thầy tóm tắt cái đề bài này. 150k đúng không? Ở đây là 15 vỡ này, 5 chiếc bút bi, 5 bút, 10 bút chì. Đây bút bi nha, đây bút chì nha. Giá của một viên vỡ, một bút bi, một bút chì lần lượt là, ở đây là gì? Vỡ này, cái này sẽ nhân là 5.400 này, đúng không? Bút bi là 2.800 này, và bút chì là 3.000 này. Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhân ra, đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhân ra các số liệu này để tính được là xem thử bạn mua vỡ hết bao nhiêu, bút bi hết bao nhiêu, bút chì hết bao nhiêu, tổng lại cộng ba số liệu này lại. Sau đó chúng ta xem thử nó lớn hơn hay nhỏ hơn 150.000 này. Nếu như mà nó nhỏ hơn nghĩa là mua đủ, mà lớn hơn thì chắc chắn không mua đủ, vậy thôi. Em hiểu không? Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử ước lượng. Ta ước lượng trước. Cái 5.400 này này. 5.400 này chúng ta ước lượng trở thành 5.000 thôi.
2.800 này người ta sẽ ước lượng là 3.000, được không nào? Còn cái anh 3.000 này á thì chúng ta sẽ là để nguyên, chúng ta không còn ước lượng nữa, được không nào? Như vậy giải này ta ước tính không một viên vỡ, giá viên vỡ này 5.400 thì chúng ta ước tính là 5.000 thôi, đúng không? 5.000 đồng. Nhìn nè, giá của bút bi là 2.800 thì chúng ta ước lượng là 3.000 đồng, đúng không nào? Còn giá bút chì cũng là 3.000 đồng. Đưa ra số trong trục cho nó dễ tính, em hiểu không nào? Như vậy thì vậy tổng số tiền mua cái đồ dùng học tập hết khoản, chúng ta phải có từ khoản này nghe nha. Khoản này bây giờ vỡ bao nhiêu? Em nhìn này, vỡ là bao nhiêu quyển nè? Vỡ là 15 quyển đúng không? Vỡ 15 quyển này thì em sẽ lấy là 15. Em sẽ lấy 15 nhân cho gì? Giá một cuốn vỡ là 5.000 đồng. Cộng bút bi là 5 bút bi nhân cũng là 3.000 đồng. Cộng 10 bút chì cũng là 3.000 đồng. Đúng không? Thằng này nhân thằng này là 75k đấy. Đây 75.000 đồng này, 15.000 đồng này, và đây sẽ là 30.000 đồng, đúng không? Chúng ta cộng lại là đây là 120.000 đồng, thì chứng tỏ là mua dư, tại vì mẹ cho 150.000 mà, có đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta kết luận giùm thầy là vậy An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định. Còn dù trong bài này tại vì chúng ta đang học ước lượng, nhưng mà nếu mà nói tính chính xác thì em chỉ việc lấy là 15 nhân cho 5.400 là ra vỡ, 5 nhân cho 2.800 là ra bút bi, 10 nhân cho 30, sau đó lấy 150 trừ ra thì chúng ta sẽ biết được dư hay là thiếu, hiểu chưa nào? Còn ở đây là chúng ta đang học ở cái bài tập ước lượng và làm tròn, nên ta nên làm tròn cái giá này để chúng ta tính cho dễ. Thế thôi, là mục đích chính người ta đưa ra cũng là như thế em, hiểu chưa? Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài tiếp theo. Ok, chúc em học tốt. Bye bye.